Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ công khai tình mới hậu thông báo tin vui cùng Lâm Canh Tân. Là một trong những nàng tiểu hoa 85 có số lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất showbiz hiện nay, mọi động thái của Triệu Lệ Dĩnh trên các nền tảng mạng xã hội nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, những mối quan hệ xung quanh cô nàng cũng khiến khán giả không khỏi tò mò. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã bất ngờ gửi một video để chúc mừng sinh nhật nữ diễn viên Thư Sướng. Trong đoạn video, Triệu Lệ Dĩnh không quên gửi tới người chị thân thiết những lời chúc tốt đẹp nhất. Sướng tỷ, chúc mừng sinh nhật chị nha, mong chị luôn hạnh phúc, khỏe mạnh, mỗi ngày đều vui vẻ và luôn luôn xinh đẹp. Có thể thấy, Triệu Lệ Dĩnh mặc dù đã trở thành nữ minh tinh hàng đầu của nền giải trí Trung Quốc, nhưng không thể phủ nhận sự thân thiện, tốt bụng và tinh tế của cô nàng. Đối với mọi người xung quanh, không chỉ xem trọng, hết sức nâng đỡ những tài năng trẻ, Triệu Lệ Dĩnh còn thường xuyên thể hiện sự tôn trọng của bản thân đối với các bậc tiền bối. Cô cũng nhiều lần công khai bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các đồng nghiệp mà nữ diễn viên từng hợp tác. Chính vì nét tính cách đáng mến ấy mà Triệu Lệ Dĩnh luôn nhận được sự yêu thích và tôn trọng của những người trong nghề và cả khán giả. Bên cạnh đó, mới đây, bộ phim Giữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính đã chính thức chạm mốc 4 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent. Đây là minh chứng cho thấy công chúng đang mong đợi bộ phim này lên sóng nhiều như thế nào. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, nhà sản xuất dường như vẫn chưa cho Giữ Phượng Hành một tương lai nào. Ngược lại, trên mạng xã hội còn đang rầm rộ tin đồn bộ phim này sẽ bị đắp chiếu vô thời hạn sau lùm xùm của nam phụ. Nhan sắc thời mới vào nghề của nữ chính nhất Niệm Quang Sơn, đẹp cỡ nào mà được phong thần. Sau thời gian dài ở ẩn, Lưu Thi Thi vừa tái xuất đã khiến CNET dậy sóng. Phim Nhất Niệm Quang Sơn do cô và Lưu Vũ Ninh đóng chính, đang làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ xứ Trung. Dự án này đã phá nhiệt độ 10.000 trên nền tảng, với nội dung ngày một hấp dẫn. Giữa lúc khán giả đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo của Nhất Niệm Quang Sơn, blogger xứ Trung bất ngờ đào lại loạt ảnh cũ của Lưu Thi Thi. Được xếp vào hàng ngũ sao hệ tiên của showbiz cùng với Lưu Diệc Phi, nhan sắc thanh thuần của Lưu Thi Thi khiến công chúng không khỏi rời mắt. Lưu Thi Thi vốn đi theo nghiệp múa ba lê chuyên nghiệp, giữa lúc đó, cô rẽ hướng sang diễn xuất, rồi một bước lên mây với bộ Bộ Kinh Tâm. Đây cũng là dự án giúp xe duyên cho Lưu Thi Thi với Ngô Kỳ Long. Cả hai phim giả tình thật rồi về chung một nhà không lâu sau đó. Nhờ thời gian dài tập luyện trong trường múa, Lưu Thi Thi có vóc dáng thanh mảnh, cổ thiên nga xinh đẹp, cô cũng gây sốt bởi khí chất chuẩn thần tiên tỷ tỷ, thường được so sánh với Lưu Diệc Phi. Ở các bức ảnh được chia sẻ, Lưu Thi Thi khoe làn da trắng sáng, ngũ quan gương mặt cân đối, các đường nét trên mặt bà xã Ngô Kỳ Long không quá sắc sảo, nhưng khi kết hợp lại trông rất mỹ miều. Có netizen tinh mắt nhận ra, Lưu Thi Thi hầu như ăn mặc rất giản dị, không trang điểm đậm, giúp tổng thể trở nên một mạc tự nhiên. Những tựa phim gắn liền với sự nghiệp Lưu Thi Thi bao gồm Anh Hùng Xạ Điêu, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Quái Hiệp Nhất Chi Mai, Nữ Y Minh Phi Truyện. Một trong những bạn diễn Lưu Thi Thi hợp tác với Lưu Thi Thi nhiều nhất chính là Hoắc Kiến Hoa. Thời gian gần đây, Lưu Thi Thi bước đầu được công nhận tái xuất thành công trong Nhất Niệm Quang Sơn. Thành công của cô gây áp lực cho các tiểu hoa cùng lứa như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và cả Lưu Diệc Phi. Cảnh múa của Lưu Thi Thi trong phim cũng được phong thần nhờ độ dẻo dai, điêu luyện. Trong thời gian tới, cô sẽ ra mắt phim truyền hình Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Trúc Nghiệp Thiên. Phần Nguyệt Hồng của tựa phim này sẽ do Dương Mịch và Cung Tuấn đảm nhiệm. La Vân Hy và Bạch Lộc đón tin vui lớn trong sự nghiệp, phá đảo luôn thành tích của Dương Tử. Bạch Lộc năm 2023 phủ sóng với tần suất lớn trên màn ảnh nhỏ, khi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã có tới 3 phim lên sóng, chưa kể nữ diễn viên còn tham gia các sự kiện, game show giải trí. Tuy nhiên, trong tổng số 3 phim ra mắt khán giả của Bạch Lộc là Trường Nguyệt Tẩn Minh, Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng, thì dự án Tiên Hiệp Trường Nguyệt Tẩn Minh vẫn được khán giả đón nhận và gặt hái nhiều thành tích hơn hẳn hai bộ còn lại. Mới đây nhất, tác phẩm đánh dấu màn tái hợp giữa La Vân Hy và Bạch Lộc tiếp tục được xướng tên ở vị trí đầu bảng, với dấu ấn phim truyền hình có lượng video ngắn phổ biến nhất Weibo 2022 và 2023, nhiệt độ ghi nhận gần 5 tỷ. Tuy nhiên, con số này không chênh lệch quá nhiều so với Trường Tương Tư phần 1 của Dương Tử đang đứng ở hạng 2. Trường Nguyệt Tẩn Minh tuy từng vấp phải tranh cãi vì lùm xùm đấu đá nội bộ, marketing quá đà, nhưng nếu chỉ xét riêng về chất lượng phim, thì đây quả thực là một tác phẩm đáng xem. Nội dung, đồ họa kỹ xảo và diễn xuất của dàn cast đều đủ để khán giả thỏa mãn, hoàn toàn xứng danh là dự án trọng điểm năm nay. Ngoài Trường Nguyệt Tẩn Minh, Trường Tương Tư, Ngọc Quốc Giao là những bộ phim lên sóng năm 2023, trong top 10 còn có sự góp mặt của một số siêu phẩm 2022, như Tinh Hán Sáng Lạng của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi, Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử và Thành Nghị, hay Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân, đều là những bộ phim được công nhận bạo khoản của năm.
ảnh ngày bé của Trương Lăng Hách, nhan sắc như nào mà gây xôn xao khắp cõi mạng. Trong dàn tiểu sinh trẻ hiện nay, Trương Lăng Hách được coi là một trong những người có tiềm lực phát triển tốt nhất, tài nguyên với anh trước giờ gần như chưa bao giờ thiếu. Đã vậy, có nửa số phim trong đó đều là dự án lớn, được đầu tư khủng hoặc là đại chế tác. Tuy diễn xuất còn hạn chế, Trương Lăng Hách cần trau dồi hơn nữa, nhưng ngoại hình ưa nhìn, nổi bần bật, cũng là một lợi thế lớn giúp anh nhận được sự quan tâm từ khán giả. Đào lại bức ảnh hồi còn đang tập nói của Trương Lăng Hách, người ta lại càng phải trầm trồ vì anh chàng ngày bé quá đáng yêu, chiếc má phúng phính cùng đôi mắt tròn xoe, làn da trắng hồng, nhìn chỉ muốn nựng, mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng đã nhìn ra được bóng dáng của một đại soái ca sau khi trưởng thành. Chắc bạn chưa biết, trong một cuộc bình chọn trước kia của CNET về các nam thần có ngoại hình đúng chuẩn mối tình đầu, hợp với khí chất thanh xuân vườn trường, ngôi sao Ninh An Như Mộng là một trong số những gương mặt được nhắc tới đầu tiên. Ngoài ra, trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật, Trương Lăng Hách đã là một học bá nổi tiếng trong trường, được nhiều bạn học nữ theo đuổi. Trương Lăng Hách theo học trường Đại học Sư phạm Nam Kinh, trường đại học trọng điểm của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, chuyên ngành kỹ thuật điện, học viện kỹ thuật điện và tự động hóa. Có thông tin cho rằng, điểm môn toán của anh trong kỳ thi đại học là 182 điểm, gần đạt điểm tuyệt đối là 200 điểm, và cũng từng đoạt giải nhì cuộc thi vật lý cấp tỉnh. Dẫu vậy, mỗi khi trả lời phỏng vấn về hình ảnh học sinh giỏi, anh lại rất khiêm tốn, từ chối nhận danh xưng này. Một số bộ phim giúp cái tên Trương Lăng Hách đến gần hơn với khán giả có thể kể tới Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ, Thương Lan Quyết, Tôi và Thời Niên Thiếu Của Tôi. Angelababy không xứng làm vợ Huỳnh Hiểu Minh. Sau vụ việc xem Lisa diễn thoát y tại Pháp, sự nghiệp của Angelababy tụt dốc trầm trọng đến mức chạm đáy. Nữ diễn viên xinh đẹp thậm chí bị cấm ngôn trên mạng xã hội, không có phim ra mắt và thậm chí phải tha thiết tìm kiếm sự chú ý từ truyền thông phương Tây. Thế nhưng sau tất cả, dấu chấm hết dành cho sự nghiệp của Angelababy có lẽ đã quá rõ ràng. Thậm chí, Angelababy đã phải cầu cứu đến chồng cũ, nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh để có thể cứu lấy cô, hoặc ít nhất cho cô mượn tiền để đền bù tổn thất thiệt hại sau vụ đi xem show thoát y. Khán giả giễu cợt Angelababy, đồng thời cảm thấy có chút thương tiếc cho Huỳnh Hiểu Minh, không chỉ vì anh bị vợ cũ làm phiền, mà còn đến từ việc cưới cô làm vợ ngay từ đầu. Đó là lý do mà trang truyền thông Sohu mạnh dạn khẳng định Angelababy không xứng làm vợ của Huỳnh Hiểu Minh. Khi trước, trong lúc và sau khi kết hôn với ngôi sao Bến Thượng Hải, Angelababy hoàn toàn không có điểm sáng đáng tuyên dương nào với tư cách một diễn viên trong làng giải trí. Nhìn vào sự nghiệp của cả hai người sau khi vụ ly hôn chấn động được công khai, ai nấy có thể thấy được là ai vốn dựa dẫm ai, và ai mới thật sự là kẻ độc lập mạnh mẽ nhất. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh vẫn bình thường, thậm chí có nhiều điểm đáng chú ý trong năm nay. Anh góp mặt trong các dự án phim điện ảnh lẫn truyền hình, như Chuyện Tốt Thành Đôi hay Chí Nguyện Quân. Tuy rằng vẫn có tranh cãi về tạo hình lẫn diễn xuất, nhưng ít nhất, Huỳnh Hiểu Minh có thể tự lo cho mình, mang về những dự án thơm lừng và duy trì tiếng tăm ở mức ổn định. Trong khi đó, Angelababy ngày càng chìm vào lãng quên sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh. Trước đó, việc trở thành vợ của anh cùng Đám Cưới Thế Kỷ đã giúp Angelababy có bước chuyển lớn trong sự nghiệp. Cô còn từng tự khoe khoang vào năm 2016 rằng bản thân có thù lao lên đến 80 triệu nhân dân tệ, trùng vào lúc ghi hình cô Phương Bất Tự Thưởng. Thế nhưng hậu ly hôn, Angelababy không còn có bất cứ dự án nào bùng nổ, thậm chí được cho là phải đầu tư một số tiền vào dự án để có vai diễn. Về phía sâu thực tế, việc Angelababy ngậm ngùi rời kiếp Trang Ninh là bằng chứng lớn cho thấy Cbiz đang dần quay lưng với nàng tiểu hoa này. Như vậy, Angelababy thực chất không phải một hình mẫu độc lập mạnh mẽ như nhiều người vẫn nghĩ. Bên cạnh Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy vẫn nổi tiếng dù diễn dở. Thế nhưng vắng đi Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy không còn nổi tiếng và vẫn diễn dở. Những lớp vỏ bọc của nàng minh tinh xinh đẹp dần dần bị bóc ra, cho thấy sau cùng cô vẫn là một nghệ sĩ kém tay nghề, không xứng với đồng lương hay mức độ nổi tiếng mà bản thân có được trong nhiều năm qua, cũng như không xứng để được lót đường trở thành minh tinh như cách cô đã được Huỳnh Hiểu Minh lo lắng, nâng niu trong tay. Sohu còn mạnh dạn phán đoán, lý do lớn nhất để Huỳnh Hiểu Minh kết hôn với Angelababy đó là vì năng lực dựa dẫm của nhà gái. Cô trở thành đóa hoa nhỏ khép nép bên cạnh người chồng quyền lực, được anh trao tặng những thứ tốt nhất, từ đó khiến Huỳnh Hiểu Minh cảm thấy bản thân như một đại trượng phu, có thể vì em mà gánh cả thế giới trên lưng. Cho đến khi Huỳnh Hiểu Minh tỉnh dậy khỏi sự mê muội, cũng là lúc cuộc hôn nhân vốn dĩ chênh lệch đẳng cấp này dần dần nguội lạnh rồi kết thúc. Điều này góp phần biến Angelababy trở thành kẻ thua cuộc cay đắng, mất sự nghiệp, mất danh tiếng, tài sản cạn kiệt vì bồi thường tổn thất, và thậm chí phải dùng đến con trai bé bỏng để câu kéo lòng trắc ẩn từ người cha. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái.
Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.